Xin chào quý vị và các bạn. Trong nội dung này chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện cái bài đó là tính tổng bình phương các chữ số của một cái số n cho trước. Yêu cầu của chúng ta đó là thứ nhất, cái phần input nó sẽ gồm nhiều dòng. Dòng đầu là cái số t, tức là số lượng bộ test. Nó thỏa mãn là lớn hơn bằng 1 và nhỏ bằng 100. Thứ hai đó là t dòng tiếp theo. Mỗi dòng sẽ là một cái số nguyên n. Đấy, thì số này thì nó sẽ là cái số nguyên và số nguyên dương. Kết quả thì với mỗi một cái bộ test, tức là một cái số n chúng ta cần kiểm tra, cần thực hiện tính tổng ấy, thì sẽ in ra trên hai dòng. Dòng đầu sẽ là cái thứ tự cái bộ test được thực hiện. Đấy, bắt đầu từ 1, test 1, test 2, test 3 vân vân. Dòng còn lại thì sẽ hiển thị cái kết quả tương ứng của cái bộ test đấy. Ví dụ như là 0 thì bình phương số 0 thì bằng chính nó, nên là kết quả bằng 0. Số 5 đấy thì 5 bình thì bằng 25. Còn cái số 1 2 3 4 5 này này thì khi mà chúng ta tách từng cái chữ số 1 2 3 4 và 5 ra và bình phương từng cái số đấy cộng lại thì sẽ được cái kết quả nó là 55. Đó, tương tự nha. Còn cái số đầu tiên các bạn nhìn thấy đây này chính là số lượng bộ test. Đấy, 5 bộ test. Sau đó là 5 dòng, mỗi dòng một bộ test. Bộ test thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm. Đấy, và cái kết quả tương ứng này. Cái quá trình chúng ta tách thì lần này, tách 5 này, tách 4, tách 3, tách 2, tách 1 ra, sau đó bình phương lên thì nó sẽ bực như này. 1 cộng với 2 bình bằng 4, cộng với 3 bình bằng 9, cộng với 4 bình bằng 16, cộng với 5 bình bằng 25. Đấy, cộng tổng tất cả mới lại được kết quả bằng 55. Tương tự các bạn sẽ thực hiện cho những cái số n khác nha. Một cái công thức hay là cái bí quyết để giải cái bài này ấy, các bạn lấy đơn giản thôi. Nó liên quan đến cái phần chia lấy dư và chia lấy phần nguyên. Với một cái số n, nếu chúng ta chia lấy dư cho 10 thì chúng ta sẽ tách được cái phần đơn vị. Và nếu cái số n đấy chúng ta chia lấy phần nguyên cho 10 thì chúng ta sẽ loại bỏ được cái phần đơn vị và lấy được cái phần còn lại. Đó. Như vậy thì chúng ta thấy là chỉ cần chia dư với chia nguyên kết hợp lại thì chúng ta xong cái bài này. Và chúng ta lặp cái việc chia nguyên chia dư đấy cho đến khi nào mà n nó về 0 thì thôi. Ok. Bây giờ mình sẽ vào cái công cụ và cùng nhau thực hiện này. Bước 1 đó là mình phải nhập vào cái số lượng bộ test t. Mình có cái biến t. Đấy. Sau đó thì mình sẽ có cái biến n. Rồi. Sau đó ở đây mình sẽ đọc vào cái số. Đây là số t. Thì nó là phần trăm d. Sau đó mình sẽ có một cái biến biến đếm counter. Cái biến đếm này là đếm xem nó là ở bộ test thứ mấy đấy, bắt đầu từ 1 nha. Sau đó ở đây mình sẽ có một cái vòng lặp while khi mà t nó còn lớn hơn 0. Đấy, mình sẽ bắt đầu giảm t. Đấy, sẽ là trừ trừ. Và cái việc trừ trừ này thực hiện ở đâu cũng được trong cái vòng lặp này. Tiếp theo này, với mỗi bộ test thì chúng ta phải làm gì ạ? Phải đọc vào cái số n. Đấy, số n thì chúng ta đọc vào cái scan phần trăm d. Phần trăm d và cái thằng đọc là thằng n. Sau đó thì sao ạ? Chúng ta sẽ tiến hành có một cái biến tổng. Nhớ là cái biến tổng này khởi tạo nó bằng 0, tại vì nếu như không cộng với gì thì cũng bằng 0. Đấy, cho nên là cái khi chúng ta sử dụng một cái biến tổng thường chúng ta sẽ khởi tạo nó bằng 0 nhá. Sau đó chúng ta tiến hành lặp, chừng nào mà cái thằng n nó còn lớn hơn 0 thì chúng ta tiến hành chia nguyên chia dư. Sau đó thì tính cộng tổng cái bình phương chữ số vừa mới tách được vào trong cái biến tổng kia. Khi mà cái thằng n còn lớn hơn 0 thì thực hiện đó là mình sẽ khai báo ra một cái biến kiểu int, đó là mình sẽ là cho là digit. Cái là cái con số mà chúng ta tách được ấy. Đấy, thì sẽ bằng n chia dư cho 10. Đấy, nó sẽ tách được cái phần đơn vị của cái số n. Sau đó thì cái biến tổng sẽ cộng dồn với cái thằng digit bình phương. Nhưng mà digit nhân với digit. Rồi. Sau đó thì sao ạ? Chúng ta phải chia lấy phần nguyên của cái số n cho 10 để loại bỏ cái phần đơn vị mà chúng ta đã tách ra. Đấy, để tiếp tục tách với cái phần còn lại. Thì lúc này thằng n sẽ chia bằng 10. Đó. Và tiếp theo này, sau khi mà tiến hành lặp đi lặp lại cái bước chia lấy phần đơn vị và tách vứt bỏ phần đơn vị thì chúng ta sẽ xuống dưới này. Đây, chúng ta in ra cái kết quả. In ra cái kết quả thì mình sẽ printf n
nó ở cái dạng là test y, y làm cái số nguyên hai chấm này, sau đó thì dòng thứ hai sẽ là cái kết quả là phần trăm d, và sau khi in ra kết quả thì đã cũng xuống dòng nhé. Rồi phần trăm d thứ nhất thì sẽ tương ứng với cái counter. Tiếp theo phần trăm d thứ hai thì nó sẽ tương ứng với cái giá trị của cái biến tổng. Rồi sau khi thực hiện xong thì các bạn nhớ là cái biến counter của mình sẽ phải tăng lên đấy, thì nó mới tương ứng với lần lượt là test 1, test 2, test 3 vân vân. Bây giờ mình sẽ chạy vào cái kết quả của mình nó sẽ như thế này. Ví dụ mình có 5 bộ test. Bộ test đầu tiên bằng 0, kết quả bằng 0. Tiếp theo nhập vào số 5 thì kết quả sẽ bằng 25. Nghĩa là 1001 thì kết quả sẽ bằng 2, tại vì 1 bình cộng với 1 bình bằng 1. Tiếp theo 1 2 3 4 5 thì cái kết quả sẽ bằng 55. Đó, chính là cái kết quả 1 bình, 2 bình, 3 bình, 4 bình cộng với 5 bình. Và chúng ta có thể nhập vào cái những cái số khác. Đấy, ví dụ như là những cái số mà các bạn cảm thấy mong muốn để tính đấy. Rồi như vậy xong cái kết quả đấy, và các bạn thấy này, đây đây là kết quả của test đầu tiên này, đây là bộ test đầu tiên đấy, input này, đây output, input bộ test thứ hai, output đây đấy, cứ như thế nhá. Đấy, như vậy thì tóm lại là cái bài này ấy, chỉ cần thực hiện sử dụng cái vòng lặp ngoài, lặp đến khi nào n còn lớn hơn 0, tách lấy cái phần đơn vị của số n, bình phương cái số phần đơn vị lên, sau đó cộng vào tổng. Bước tiếp theo đó là chia lấy phần nguyên cái số n cho 10 để loại bỏ cái phần đơn vị mà chúng ta đã tách ở trên này, để loại bỏ đi. Đây là cái đấy, thực hiện thực tế nó chẳng như này. Ví dụ 1, 2, 3 thì khi mà chia lấy dư cho 10 thì chúng ta sẽ tách được số 3 đó, tách được số 3 ra. Số 3 này thì chúng ta đem bình phương nó lên cộng vào tổng, được chưa? Và sau đó thì sao ạ? Chúng ta chia cái số 1, 2, 3 này cho 10. Do là cái phép chia này là phép chia lấy nguyên giữa hai số nguyên, cho nên là cái số 3 này sẽ bị biến mất, đấy, còn 12. Lặp lại cái quá trình vừa rồi thì chúng ta sẽ tách được số 2 đấy, sau đó loại bỏ số 2 đi bằng cách chia 12 cho 10, đấy, còn 1. Sau đó lại tách lấy phần đơn vị của số 1 chính bằng 1. Đấy, là bình phương lên cộng vào tổng. Và sau đó thì chia lấy phần nguyên 1 cho 10. 1 chia 10 bằng 0. Đấy, phần nguyên nó bằng 0. À, chúng ta sẽ còn lại là bằng 0. Như vậy thì dừng cái vòng lặp này. Và xuống đây in ra cái kết quả. Và cái thằng counter này mục đích chính là để đếm, để giám sát xem hiện tại chúng ta đang chạy cái bộ test nào. Như vậy chúng ta đã thực hiện xong cái bài là tính tổng các chữ số của một cái số nguyên n nhập vào từ bàn phím. Nội dung của video đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi, và chúng ta sẽ gặp lại nhau trong những cái video, những cái bài học kế tiếp nhé.